Thưa quý vị, dự án Cảng Liên Chiểu là dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng nhằm khai thác lợi thế kinh tế biển, thúc đẩy ngành logistics trong khu vực phát triển mạnh hơn, đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục dùng chung vào cuối năm 2025, không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng. Đây là luồng tàu vào cảng Liên Chiểu, dài hơn 7 km đang được định hình. Sau 9 tháng, hàng triệu mét khối đất đá đã được các đơn vị thi công sàn lấp, xây dựng kè và đê chắn sóng, đường dẫn. Tiến độ đạt hơn 80%. Việc đảm bảo tiến độ dự án luôn là ưu tiên hàng đầu. Dự kiến đến cuối năm 2025, hạ tầng dùng chung sẽ đưa vào sử dụng. Trong cái giai đoạn 2023 thì là dự kiến là sẽ hoàn thành được cái phần nền đường và thi công được 300 mét đê. Và thực hiện cái công tác là nạo vét hổ móng cho đến 560. Thì hiện nay là chúng tôi đã cơ bản đã hoàn thành được những cái công việc đấy. Và dự kiến là trong năm 2023 thì hoàn thành được cái sản lượng khoảng 600 tỷ. Và theo cái kế hoạch giải ngân của năm nay là 360 tỷ. Thì là hoàn thành theo đúng cái kế hoạch đề ra ban đầu. Dự án Cảng Liên Chiểu được xây dựng trên diện tích 450 hectare. Đây là cảng loại 1, có thể tiếp nhận tàu hàng có trọng tải lên đến hơn 20.000 tấn. Hiện nay, chủ đầu tư đã phối hợp với các sở ban ngành của thành phố, mời gọi các nhà đầu tư tham gia vào xây dựng và vận hành cảng biển này. Và đến thời điểm hiện nay, có thể nói là chúng tôi kiểm soát rất tốt cái tiến độ. Từ nay cho đến năm 2025, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lại các sở ngành của thành phố, cũng như các bộ ngành trung ương, để tiến hành kêu gọi mời nhà đầu tư có năng lực về quản lý, khai thác và phát triển cảng biển để đảm bảo làm sao cho cái việc mà khai thác cái cảng biển này nó đồng thời với cái việc kết thúc cái bằng xây dựng hạ tầng dùng chung này. Hạng mục phần hạ tầng dùng chung với mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng, trong đó phần lớn là ngân sách trung ương. Vừa qua tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng cảng Liên Chiểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý việc lựa chọn nhà đầu tư có công nghệ vận hành hiện đại là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, xây dựng cảng biển cần đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh. Doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, người ta quan tâm ở chỗ là cái lợi thế cạnh tranh, địa chính trị, mời vô làm. Nhưng mà người ta làm những cái gì mà mình là cái người với tư cách là độc lập tự chủ quyết định. Chúng ta sẽ cân nhắc hài hòa lợi nhà nước, lợi doanh nghiệp, lấy địa phương, lấy quốc gia. Việc xây dựng cảng Liên Chiểu nhằm cụ thể hóa nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040. Ngoài ra, dự án này còn tạo sự kết nối và tạo xung lực phát triển vùng theo tinh thần nghị quyết số 26 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.